đang xin cho các bạn. Cái này đang hướng dẫn các bạn cách buộc có thòng lọng, có hai cái buộc thòng lọng. Trước tiên các bạn xoắn vòng dây, vòng hai dây chạm nhau. Bạn tách ra các bạn xoắn này, bạn tách dây các bạn xoắn. Tùy vào những áp dụng của các bạn buộc vào mục đích gì thì các bạn xoắn nhiều hay xoắn ít. Các bạn chủ buộc nho hoặc buộc thẻo đôi thì các bạn xoắn nhiều, càng xoắn nhiều thì nó càng cứng cái phần chia ra thì nó càng cứng. Đây các bạn xoắn ít hay là xoắn tạm cho các bạn xem để các bạn hình dung ra được cái kiểu buộc này. Bạn xoắn, các bạn luồn qua khe của hai, khe giữa của hai cái xoắn đấy. Móng tay bị cắt nên là nó các bạn rít rít về, kéo về hai bên rồi. Nếu mà các bạn muốn cái vòng của cái vòng giữ này muốn nhỏ hay to thì các bạn cho ra vừa hay là nhỏ thì tùy theo mỗi người. Đây là mình cho ra vừa vừa để các bạn hình dung. Các bạn kéo, cứ kéo. Nếu mà tránh cho cước nó đỡ bị xoăn thì các bạn cho đây tí nước, nước bọt hoặc nước dãi hoặc là nước gì cũng được, cho dùng nước để nó đỡ xoăn. Đó, kéo được một cái thòng lọng. Các bạn có thể làm thẻo đây, gọi là thẻo, làm thẻo đôi được. Đó, làm thẻo đôi buộc nho. Chùm nho ở cơ để câu tra đấy bạn, các bạn nhìn nó chia ra. Chia ra và rất cứng, nó không bị gập vào đấy. Có chạm vào thì nó không bị gập vào, nó sẽ luôn luôn ở hai phía, hai hướng. Các bạn chập vào thì đấy, là một cái thòng lọng áp dụng cho nhiều kiểu. Đây nha. Thử máy cho bạn xem. Tiếp đến là các bạn cũng gấp. Gấp vào các bạn xoắn luồn qua, kiểu này thì đơn giản hơn, luồn từ 3 đến 5 vòng đã chắc rồi. Rít đều 2 giây. Đấy. Kiểu thòng lọng nữa. Đấy, áp dụng thì từng cơ bản muốn vòng này to nhỏ thì
các bạn có thể thu nhỏ ở trong quá trình buộc. Rồi Hải đang đã hướng dẫn các bạn hai cách buộc thòng lọng thì các bạn áp dụng mục đích của các bạn sử dụng. Hải đang cái này thì hay sử dụng để buộc thẻo đôi trùng nho, cái này dùng để buộc trục quả câu đài. Các bạn chỉ cần bắt như này, cái vòng tay bắt như này, các bạn zip là nó cực kỳ chắc luôn. Bắt vòng như này, có thể zip và chắc luôn. Zip này như là chắc luôn. Đấy. Vừa rồi Hải đã hướng dẫn các bạn buộc hai cái thòng lọng, hai cách buộc thòng lọng. Và đang phát sinh xin chào, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của Hải đang phát sinh.